Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Rancho Channel và mình là Phát Nguyễn. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái loại cá đang có tại AZ Rancho. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo một vòng quanh AZ Rancho nha. Đây là hồ Rancho Calico size bố mẹ, size cá giống anh em, tức là hàng sinh sản. Thì cái loại này giá của nó là 500 ngàn một em. Thì size của nó là khoảng tầm 3.5 ngón. Hiện tại trong hồ đang có khoảng 7 em. Anh em nào bắt hết thì cứ mạnh dạn inbox mình sẽ có giá tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ quay gần hơn để anh em thấy được cái chất lượng của nó như thế nào. Anh em thấy không? Đầu em nào cũng xù, cũng có nanh hết. Đầu xù, nanh ọng, lưng mượt. Màu sắc thì tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Màu sắc thì mỗi người có một cái cảm nhận về cái đẹp khác nhau. Ở đây mình sẽ không có nói nhiều về cái màu sắc. Có người thích màu này, có người thích màu kia. Đây cũng là một hồ Rancho Calico, cũng là size bố mẹ luôn, nhưng mà to hơn một chút, chất lượng cao hơn một chút. Thì giá của nó là 600 ngàn một em. Đó, trong đây thì có những cái màu rất là hot. Đây, ví dụ như là muối tiêu nè, rồi kirin lưng xanh rồi đó. Đó, những cái màu mà đang rất rất là hot. Đây là hàng size bố mẹ luôn, sẽ phù hợp với anh em nào mà thích gọi là tập tành ép cá này nọ thì sẽ lựa chọn loại này rất là phù hợp. Đó, anh em nào thích thì cứ chụp hình khoanh tròn lại, rồi sau đó mình sẽ gửi clip chi tiết em đó hơn để anh em dễ dàng quyết định được là chốt hay là không chốt. Nhiều khi quay như vậy cũng nó cũng hơi khó nhìn, tại vì cá nó nhiều, hồ nó rộng, mình nhiều khi mình nhìn nó chưa được rõ cho lắm. Đây là hồ Rancho Calico Trung Quốc, size của nó là khoảng tầm gần 3 ngón đó, khoảng tầm ở dưới 3 ngón xíu. Thì giá của nó là 400 ngàn một em. Hiện tại trong hồ cũng không còn lại nhiều luôn, cũng còn 7 em, số cũng đẹp á. Nói chung là mỗi em một màu khác nhau, cho nên nếu anh em nào mà thích ôm hết nguyên lô về luôn chơi thì cũng không có sợ nó bị trùng màu, nó bị chán. Cái này gần như là mỗi em một màu khác nhau, nên gom hết nguyên lô về chơi nó vẫn đẹp nha. Còn anh em nào mà bắt lẻ thì 400 ngàn, nhưng mà nếu mà bắt sỉ ôm hết nguyên lô thì sẽ có giá tốt hơn một xíu. Đây. Đây cũng là cái hồ Rancho Calico Trung Quốc luôn, cũng size khoảng tầm 3 ngón luôn. Thì cái loại này sẽ chất lượng cao hơn cái loại 400 ngàn một chút, cho nên giá nó nhỉnh hơn chút, là 500 ngàn một em. Đó, hiện tại thì trong hồ nó cũng không còn nhiều luôn, cũng khoảng mười mấy em á. Thì anh em nào thích bắt hết thì có thể inbox mình sẽ có giá tốt. Nói chung là cứ hồ nào mà bắt hết hồ thì sẽ có giá tốt, tại vì mình dọn hồ mình lên cá mới mà. Chung là khi mà bắt hết hồ thì chắc chắn anh em sẽ có được cái giá tốt nhất ở bên mình. Còn đối với anh em nào ở tỉnh thì có thể chụp hình khoanh tròn lại để lựa. Và những cái đơn ship tỉnh thì bên mình sẽ ship tỉnh đơn hàng từ 300 ngàn trở lên là có ship tỉnh. Và đơn từ 500 ngàn trở lên thì sẽ được miễn phí thùng xốp, là tặng thùng xốp. Còn cái phí ship nhà xe thì anh em sẽ tự thanh toán cho nhà xe khi nhận hàng. Cái phí ship đó là mình sẽ không có chịu cho anh em, cũng không có tặng được. Tại vì thường bên mình ship là bên mình gửi ráp đi gửi hàng, cho nên cái việc mà thanh toán tiền ship cho nhà xe nó cũng bất tiện lắm, nó khó khăn lắm. Cho nên là thường cái tiền ship đó mình sẽ để anh em tự thanh toán cho nhà xe, chứ bên mình không có dính vô cái phí ship đó. Còn đây là hồ Rancho Calico Trung Quốc, size 3 ngón. Hàng này là hàng gọi là đẹp nhất ở bên mình rồi, cho nên giá nó cũng là nhỉnh nhất ở bên mình, tức là giá của nó là 600 ngàn một em. Hồ này thì hiện tại còn lại khá là nhiều, màu sắc cũng rất là phong phú đa dạng luôn. Anh em nào mà thích cái mảng màu của hàng Trung Quốc thì có thể ghé shop để tham khảo. Cá còn rất là nhiều, anh em tha hồ lựa luôn. Còn nếu anh em nào bắt số lượng lớn, bắt hết hồ thì inbox mình để có giá tốt. Hồ nào cũng vậy nha, chứ không phải riêng về hồ này. Nói chung hồ nào mà anh em bắt hết hồ thì sẽ có giá tốt, tại vì giá dọn hồ nó phải khác với lại cái giá lựa cá lựa rồi.
Tại vì hết hồ thì thường nó sẽ cũng có cá sấu cá đẹp trong đó, cho nên là nếu anh em ôm hết thì sẽ có giá tốt hơn. Còn nếu anh em lựa cá thì tất nhiên những con cá đó, anh em lựa nó sẽ là những con cá đẹp, và những con cá sấu nó còn lại á, thì khi nào mà nó gần hết thì mình cũng sẽ có lên clip gọi là thanh lý dọn hồ, giá nó cũng sẽ rất là tốt. Tại vì cá đã người khác đã lựa hết những con cá đẹp rồi thì chỉ còn lại những con cá nó cũng sẽ chất lượng nó sẽ thấp hơn, nó xấu hơn, cho nên giá nó phải tốt hơn thì nó mới công bằng. Chứ giờ cá sấu cá đẹp thì mà giá như nhau thì nó sẽ không công bằng lắm cho anh em. Còn đây là hồ Anchu Hybrid size 2 ngón. Đấy. Nanh nọng đầu sù lưng mượt nha anh em. Hàng này mình cũng lựa rất là kỹ rồi đó. Nói chung là quay side view thì mình sẽ không thấy rõ được cái nanh nọng cho lắm, nhưng mà nếu mà anh em quay top view thì bảo đảm thấy được nanh nọng rất là to luôn. Mà quay side view thì sẽ khó nhìn thấy đó. Quay side view thì chủ yếu thấy thấy được lưng nè. Anh em thấy không? Lưng rất là mượt. Đó, nanh nọng đầu sù, màu sắc thì đủ màu, màu sắc rất đẹp. Đó, giá của nó là 120.000 một em và mua 10 tặng 1 nha anh em. Đó. Số lượng thì cũng chắc không còn nhiều đâu, chắc tầm hơn 20 con thôi. Còn đây là hồ Ranchu Calico size 2 ngón của bên shop. Thì giá của nó cũng là 120.000 một em và cũng mua 10 tặng 1 luôn. Hiện tại trong hồ cũng không còn nhiều, chắc tầm mười mấy em à. Đó, anh em nào mà có nhã hứng hốt hết đó, thì cứ inbox mình sẽ có giá tốt. Đó, hiện tại chỉ có nhiêu đây em thôi. Màu sắc thì cũng khá là đa dạng, màu mè, lưng mượt, lưng đẹp đàng hoàng. Calico thì chắc chắn nó đầu nó sẽ không xù được như loại hybrid rồi, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó có đầu á thì cũng rất là khác, cũng khá là cao á anh em. Nhưng mà chắc chắn là đầu nó không không quá xù, đầu nó chỉ gọi là hơi nhú nhú lên, hơi u lên, nó hơi sần sần lên thôi á. Nhưng mà được cái là màu sắc nó rất là đa dạng, chứ nó không có nhàm chán như là hybrid. Hybrid thì chỉ có mấy màu cơ bản thôi, ví dụ full cam, full trắng, trắng cam, trắng đỏ hết rồi, chỉ được nhiêu đó thôi. Còn Calico thì nó được cái là nó màu sắc phong phú đa dạng, đủ màu đủ loại hết. Đó, gần như là còn mỗi con nó một mấy mảng màu nó khác nhau, không con nào giống con nào. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy video này hay, thú vị và hữu ích thì nhớ đừng quên like video và bấm nút subscribe hay là đăng ký kênh ở bên dưới. Nếu như anh em đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào hình cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Nếu như anh em muốn mua những cái sản phẩm của EZ Anh Chu thì có thể ghé trực tiếp shop ở địa chỉ là 73 xuyệt 9 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là có thể liên hệ với mình qua các kênh như là Facebook, Zalo. Ngoài ra các bạn còn có thể đặt mua tại Shopee và Lazada. Thì tất cả những cái thông tin về AZ Ranchu sẽ nằm ở phần mô tả video, các bạn có thể xem chi tiết hơn ở đó. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.